Trên bục giảng, một cậu con trai đang bắt nạt bạn học nữ, nhưng cả lớp không ai dám đứng ra cản. Lúc này một cậu bạn học lực kém đứng ra giữ lấy tay của anh, khiến cho cậu ta vô cùng tức giận, rồi ra tay vô cùng mạnh đánh anh. Lúc này cậu bạn học kém ấy đã nhặt một cây bút từ dưới lên, anh ta không thèm quan tâm, thậm chí còn nắm lấp cây bút đó đặt trước mắt mình. Nhưng giây tiếp theo, cậu bạn này đã đâm nó vào mắt anh ta. Đây chính là hình phạt cho kẻ thích bắt nạt người khác. Cậu bạn đó vì chuyện này mà bị nhốt vào tù. Tên bắt nạt bạn học ấy tới tìm cậu, anh ta thề rằng sẽ đợi cậu bạn ra tù, rồi bắt cậu nợ máu phải trả bằng máu. Cậu bạn này đã hối hận cầu xin, nhưng anh ta chỉ lạnh lùng mà nói bốn từ: không thể tha thứ. Cậu bạn học kém này tên là Han Ji-so, khi vừa vào tù anh đã gặp phải rất nhiều phiền phức. Trong một trận đá bóng, anh đã hậu đậu mà lầm một anh mập bị thương. Và thế là, khi nghỉ ngơi, Han Ji-so đã bị đám người lôi đi. Anh bắt đầu kêu lên, nhưng không ai đến giúp đỡ anh. Lúc này có một chàng trai mặt lạnh đi tới. Những tên côn đồ kia liền thay đổi hẳn. Han Ji-so nhận ra người đàn ông này có thể cứu được mình. Thế là anh dùng sức thoát ra rồi chạy đến ôm lấy chân của anh ta. Vì biết được ba tên béo kia đang bắt nạt cậu, tên đã định đưa Han Ji-so đi. Ba tên mập thấy mình bị mất mặt, nên đã giơ nắm đấm ra, nhưng người đàn ông này đã tránh được. Sau đó anh đám cho tên mập một phát ngã xuống, Han Ji-so mới thoát được. Từ đó tên béo vô cùng căm thù Han Ji-so, luôn tìm cách để trả thù Han Ji-so. Đêm xuống, anh nằm trên giường nhưng không thể ngủ được, luôn sợ rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm và bị bắt nạt trong nhà tù. Cậu vô cùng đau khổ và sợ hãi, dần dần bị mất ngủ trong thời gian dài. Anh quyết tâm phải mạnh mẽ, để mọi người không ai dám bắt nạt mình. Ngày hôm sau, anh tìm đến người đàn ông lúc trước. Anh muốn học cách chiến đấu, để trở lên mạnh hơn, không muốn trốn tránh nữa, không muốn yếu đuối. Người đàn ông thấy được dáng vẻ của mình trên người Han Ji-so, nên đã nói cho cậu ấy, chỉ cần chạy được 100 vòng trong 40 phút, thì sẽ đồng ý dạy cậu. Một thiếu niên 16 tuổi không học tập ở trường, mà lại bị nhốt trong tù chịu đựng áp bức, vì để trở lên mạnh mẽ, mỗi ngày anh đều kiên trì chạy 100 vòng trong 40 phút. Thời gian từng chút trôi qua, những hình ảnh bản thân bị bắt nạt trong quá khứ hiện ra, khiến cậu không thể dừng bước. 60 vòng, hoặc là nên từ bỏ cũng cần dũng khí. 80 vòng, đã quá giờ rồi. Ý nghĩa của kiên trì là gì? 90 vòng, bị ngã xuống đất, rồi lại đứng lên chạy tiếp. 100 vòng, vượt qua chính mình, vượt qua sợ hãi. Mỗi lần bị người khác xúc phạm, ức hiếp vì quá hèn nhát, nhất định phải thay đổi. Ở trước mặt của cậu nhóc ngốc nghếch, người đàn ông thấy được sự kiên nhẫn đáng khâm phục. Dù đã vượt qua thời gian quy định, nhưng Han Ji-so đã vượt qua chính mình, vì giúp cậu có thể nhanh chóng thay đổi. Người đàn ông bảo Han Ji-so thực hiện chống đẩy để xem xét, nhưng cậu chỉ là một thanh niên yếu đuối. Tiếp theo thực hiện nâng người, cậu cũng không làm được. Số liệu mà Han Ji-so đạt được khi chống đẩy là 21 cái, đứng lên ngồi xuống là 32 cái, lên xả không lần. Người đàn ông nói với cậu, những ngày tiếp theo mỗi ngày phải tăng một cái. Những ngày sau đó, người đàn ông dạy quyền anh, đá chân, khóa người, kiên nhẫn rèn luyện và tập luyện. Ngày qua ngày, qua một khoảng thời gian tập luyện, Han Ji-so đã có những bước đột phá lớn về sức mạnh. Đồng thời khi đó, tên bạn bị Han Ji-so làm bị thương lúc trước cũng đã gia nhập xã hội đen, trở thành một tên xã hội đen. Còn về những kẻ trong tù, ba tên mập hẹn Han Ji-so vào trong nhà kho xử lý. Lần này anh không trốn tránh nữa mà dũng cảm đứng ra. Trong kho, hai người xông vào đánh nhau. Tuy Han Ji-so tay chân linh hoạt, thoát được cú đấm của anh ta, nhưng vì anh ta cơ thể mập mạp, nên Han Ji-so đã không khiến anh ta bị thương mấy. Cuối cùng ông ta vỡ hạ gục được anh. Nhưng thứ khiến cho Han Ji-so mạnh mẽ, không phải sức mạnh mà là sự kiên nhẫn. Han Ji-so đứng lên sau nhiều lần bị đánh, rồi lại bị ngã xuống. Lần cuối cùng đứng lên, anh đã dùng đầu của mình đập vào khiếp tên mập ngã xuống. May là người đàn ông kia đã kịp thời tới kéo Han Ji-so ra, nên tên mập mới thoát được. Từ đó Han Ji-so đã trở lên vô cùng nổi tiếng. Nhưng đây cũng là thời gian anh và người đàn ông kia chia xa. Người đàn ông đó đã bị chuyển tới nhà tù khác. Lúc đi anh để lại một câu, con cá không có phao cũng phải bơi không ngừng. Han Ji-so khắc sâu lời của anh nói vào lòng. Sau khi anh ấy đi, cậu vẫn luôn tập luyện. Han Ji-so khi không có anh bảo vệ, cậu bị các bạn tù khác tìm tới cửa. Trong nhà tù, một cậu nhóc gầy gò đi tới về phía đám người. Anh muốn đánh bại hết người ở đây. Hai bên không nể nang mà trực tiếp xông lên. Chân của cậu nhóc gầy gò này vô cùng linh hoạt. Anh đã ăn trọn một cú đá của cậu ta. Nhưng sức chịu đựng của anh vô cùng mạnh. Dù bị đánh hết lần này tới lần khác, nhưng anh vẫn đứng lên chiến đấu. Cuộc chiến của hai người diễn ra rất lâu nhưng vẫn chưa phân được thắng bại. Thời khắc quan trọng, Han Ji-so nhớ ra điều mình được học, nên đã tóm khóa chặt lấy người của đối phương. Cuối cùng giành được chiến thắng, nghe được báo cáo cảnh sát đã tới và bắt nhốt anh lại. Nhưng không phải vì thế mà cậu từ bỏ luyện tập. Han Ji-so tập luyện hàng ngày. Cuối cùng cậu không chỉ nhận được sự công nhận của mọi người, mà còn trở thành bạn của họ. Đây là lần đầu tiên cậu có bạn. Cho tới ngày mà Han Ji-so ra tù, là ngày của ánh nắng ấm áp và sự tự do. Anh quyết định thay đổi bản thân. Ra khỏi tù chưa xa thì anh đã gặp tên khi trước bắt mặt mình. Anh ta đã đợi cậu suốt 3 năm. Hai người không nhiều lời cởi áo khoác ngoài. Nỗi hận bao năm hôm nay sẽ được giải quyết. Tên này muốn báo thù cho đôi mắt năm đó. Han Ji-so thì không muốn sống dưới cảnh bị bắt nạt. Tuy rằng cậu đã không ngừng tập luyện trong tù,
nhưng trong trận chiến hôm nay, cậu vẫn thua. Anh ta bị kẻ đã từng ức hiếp bình lần nữa đánh đập. 3 năm tập luyện để lấy kết quả như này. Han Ji-so không can tâm. Anh đứng lên, nhớ tới lời của người anh nhắc nhở. Con cá mập mà không bơi thì cũng phải chết. Nên anh buộc phải hành động. 3 năm tập luyện chỉ vì để không bị bắt nạt. Khi đối thủ chưa ngã xuống thì bản thân không để gục. Lúc này cậu nghĩ tới quyền anh. Một phát đấm vào mắt của hắn khiến anh ta bị và mất sức hơn. Mặc dù vẫn có thể ra tay đấm Han Ji-so, nhưng cậu cũng không để yên. Hai bên ở trong trận chiến bền bỉ. Anh một đấm, tôi một đấm. Hai bên đều muốn đối phương phải ngã gục. Lúc cuối, Han Ji-so lấy hết sức tung ra cú đấm, nhưng đối phương lại né. Cậu ta sợ rồi, anh chấp nhận chịu thua. Han Ji-so buông tay anh ta rồi rời đi. Cậu ta nhìn anh đầy căm hận và tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Cái kết của bộ phim, Han Ji-so đang trên đường về nhà. Đây là con đường mới của cậu, con đường không còn trốn tránh và sợ hãi.